Clip khắc ghi va chạm xảy ra tối 25 tháng 10 tại thị trấn Uông Bí, Quảng Ninh. Nam thanh niên lái xe máy vận tốc cao, đang đi thẳng bất thần đâm vào chiếc ô tô con từ trong ngõ đi ra. Va chạm rất mạnh gây ra tiếng động lớn, chiếc xe máy kẹp vào bánh trước của ô tô, không bị đổ. Nam thanh niên trên xe máy cũng không bị văng ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, người này có nhiều biểu thị bất soàn xỉn. Bước xuống xe, nam thanh niên ôm ngực, ngồi duỗi chân ra đường trong tư thế không vững. Có vẻ như anh ta đã bị đau sau cú đâm. Lao thẳng vào ô tô nhưng không ngã, biểu thị sau đó của nam thanh niên khiến người tất cả lo kinh sợ. Nhiều bình luận cho rằng có lẽ phần ngực của nam thanh niên đã va đập mạnh vào phần đầu xe máy, dẫn đến chấn thương. Anh ta không chảy máu nhưng không phải thế là an toàn. Không ngoại trừ tài năng bị tổn thương bên trong, thành viên Hoàng Nam nhận định. Cú đâm có thể làm anh ta bị choáng. Nhìn cách lao xe nhanh như thế, đủ biết thanh niên này liều đến độ nào, một dân mạng khác bình luận.